Xin chào quý cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay là ngày thứ hai, mình lại xin được đọc tiếp. Nhưng ngày hôm nay đọc hai bài báo đều liên quan tới trẻ em. Mình đọc báo này là báo của người Việt. Thì trên cái trang báo này có rất là nhiều tin, tin Hoa Kỳ, tin thế giới, tin Việt Nam, Lido Sài Gòn, tin nóng của Việt Nam. Thì cái vấn đề Văn Mai Hương thì tất cả các bạn chia sẻ trên cộng đồng mạng quá nhiều rồi, cho nên thôi thì mình không nói tới nữa. Nhưng mà mình hy vọng rằng Mai Hương là một ca sĩ rất là nổi tiếng và cũng rất là giỏi, mình cũng yêu quý cô ấy lắm. Thì hết tất cả những người nào làm mất danh dự cô ấy, tung những hình ảnh của cô ấy lên mạng phải được trừng trị thích đáng. Và bây giờ mình bắt đầu đọc báo các bạn nha. Hai vấn đề đều liên quan tới con nít. Là các bạn biết tại sao không? Tại vì nhà mình có ba đứa trẻ, cho nên cái gì tới nít là mình đọc à. Thôi bây giờ đọc nha. Có 272 trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội trong nửa năm 2019. Trời ơi, chỉ có nửa năm thôi mà 272 trẻ em bị xâm hại tình dục. Cái này là tại Hà Nội thôi nha các bạn, còn ở trong miền Trung, miền Nam thì chưa biết nha. Trời ơi, cái chuyện này mình chưa đọc hết bài báo mà tự nhiên mình cũng hơi bị ngập ngừng một chút. Hà Nội, Việt Nam, Quốc hội Việt Nam cho rằng tình trạng bé gái ở Việt Nam bị người thân trong gia đình xâm hại tình dục ngày càng gia tăng, rất đau xót, thể hiện sự mất nhân tính của tội phạm. Người trong gia đình các bạn, tại sao người trong gia đình lại có thể xâm hại tình dục những đứa trẻ, con cháu của mình ha? Ồ, cái chuyện này cũng hơi lạ đó. Ngày 6 tháng 12, 2019, Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội Việt Nam họp chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Theo báo VN Express, tại đây bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện, trưởng đoàn giám sát tại Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Quảng Ninh thừa nhận tình hình xâm hại trẻ em rất nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng. Wow, đã vậy còn gia tăng nữa các bạn. Bà Hải nêu cụ thể, chỉ riêng tại Hà Nội, nửa đầu năm 2019, số trẻ em bị xâm hại tình dục tăng đột biến với 272 trẻ em. Điều đáng báo động là theo bà Hải, nhiều trường hợp đối tượng xâm hại trẻ em là người thân như bố hiếp dâm con gái. Các bạn nghĩ sao khi bố mà đi hiếp dâm con gái, ông nội hiếp dâm cháu? Ngoài ra còn những đối tượng khác như giáo viên, người giáo viên mà cũng xâm hại tình dục đứa trẻ, thì các bạn nghĩ như thế nào? Người chăm sóc trẻ, tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, cán bộ công an. Nhiều trẻ phải mang thai, sinh con khi tuổi còn nhỏ, thậm chí một số trẻ bị chết. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của gia đình hoặc khi trẻ ở nhà một mình, nơi vắng vẻ để dụ dỗ, đe dọa và thực hiện hành vi xâm phạm. Bà Hải nói, bà Hải nhận định một số cơ quan thực thi pháp luật ở các địa phương còn chưa làm tròn trách nhiệm, thậm chí có biểu hiện bao che cho người phạm tội. Mong rằng bà Hải sẽ giúp cho người dân Việt Nam của mình và những trẻ em tránh khỏi được những cái tình trạng này. Thật sự đây là những cái tội không thể tha thứ được. Dẫn chứng, trường hợp ông Nguyễn Trọng Tình ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội hiếp dâm bé gái 9 tuổi, dù có chứng cứ phạm tội rõ ràng nhưng cơ quan điều tra lại khởi tố với tội danh
khác nhẹ hơn gây bất bình dư luận. Đồng tình với nhận định của bà Hải, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, trưởng đoàn giám sát các tỉnh Nghệ An, Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng, cho biết trong 6 tỉnh được giám sát có 28 trẻ chết, 32 trẻ có thai sau khi bị xâm hại. Wow, dã man quá. Đáng lo ngại là rất nhiều vụ xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục, diễn ra thời gian dài mới bị phát hiện. Nhiều trường hợp kéo dài 2-3 năm, như vụ thầy giáo dâm ô nhiều học sinh nam ở Phú Thọ, bà Nga nêu dẫn chứng. Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, còn cho biết có thể cung cấp danh sách từng vụ thầy giáo bảo vệ các trường học xâm hại trẻ em. Cả 6 tỉnh chúng tôi đều giám sát, đều có trẻ em bị xâm hại dẫn đến có thai. Các cháu bị bố đẻ, bố dượng, hiếp làm có thai. Bà Hồng nói và nhấn mạnh đây là thực trạng rất đau xót. Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhìn nhận, nhiều vụ xâm hại trẻ em cho thấy tính chất vụ việc đã đến mức nghiêm trọng, thể hiện sự vô cảm, mất nhân tính của tội phạm, báo động sự xuống cấp đạo đức của bộ phận không nhỏ người dân. Bài viết chỉ có đến đây thôi các bạn, nhưng mà khi đọc thì mình thấy thật sự là quá xót xa cho các cháu. Chỉ có ở ngoài Hà Nội thôi mà họ đã phát hiện ra đến 272 trẻ em bị xâm phạm tình dục. Đó là họ phát hiện ra, còn một số không phát hiện ra thì chưa biết. Và sự gian dối khi mà xử, giống như ở đây họ có nói rằng là có một ông nào đó xử ổng thì lại xử qua cái chuyện khác nhẹ tội hơn, thì mình cũng không biết nói gì, chỉ biết trách là trách một người mẹ. Có rất nhiều người mẹ khi chồng của mình xâm hại tình dục con gái của mình, sợ người ta cười chê mang tiếng, cho nên chính người mẹ đã đẩy con của mình vào một cái con đường như vậy. Theo mình nghĩ, không những bắt người chồng mà bắt luôn người vợ nữa. Tại vì người vợ bao che để cho người chồng thực hiện những cái hành vi ghê tởm đến mức độ như vậy. Và một tin tức nữa mình cũng mới đọc trên báo. Tin tức này thì ở nước Mỹ. Mình xin gửi đến các bạn bài đọc thứ hai. Tại phi trường Los Angeles, Los Angeles, California, một nhân viên của phi trường quốc tế LAX ở Los Angeles qua đời tại phi trường. Cảnh sát cho biết đây là một vụ tự tử. Theo đài KTLA, Sở Cứu Hỏa Los Angeles cho hay họ đến phi trường LAX lúc 8 giờ 15 phút tối Chủ nhật ngày 29 tháng 12 vì có một nhân viên 27 tuổi bị thương sau khi té từ trên cao xuống. Cảnh sát nói sự việc xảy ra ở khu vực Tom Brady International Terminal và nạn nhân té từ độ cao khoảng 100 feet. Trong thông cáo, Sở Cứu Hỏa cho biết nạn nhân không cứu được nữa và công bố anh qua đời tại hiện trường. Cơ quan này còn đề nghị giới truyền thông nên liên lạc với cảnh sát Los Angeles
hoặc cảnh sát của phi trường nếu có câu hỏi về sự việc. Sau đó, cảnh sát của phi trường LAS nói với đài KTLA, nhân viên này tự tử, họ chưa cho biết một số thông tin quan trọng như danh tánh của nạn nhân và chức vụ của nạn nhân trong phi trường. Đài KTLA khuyên những người có ý định tự tử hoặc người thân đang lo lắng nên gọi cho đường dây chống tự tử của Hoa Kỳ qua số điện thoại 800-273-8255. Đường dây này hoạt động 24 giờ mỗi ngày và sẽ giúp đỡ về mặt tinh thần, miễn phí những người đang bất an. Mọi thông tin trong cuộc gọi sẽ được hoàn toàn bảo mật. Đó là chuyện mới nhất trong ngày hôm nay của nước Mỹ. Và hôm nay mình đọc hai bài báo. Bây giờ mình cũng xin tạm dừng tại đây vì các cháu về rồi ồn ào quá. Và cũng xin cảm ơn tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn, các em đã lắng nghe những gì mình chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.